Theo Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ban hành vào ngày 6 tháng 3 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ. Theo đó, với môn tiếng Anh, ngoài chứng chỉ TOEFL ITP 450, TOEFL IBT 45, IELTS 4.0, Bộ cho phép miễn thi với thí sinh có B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Linguaskill, TOEIC, Aptis Eson B1, Pearson BCE B1, chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3. Trước đó, chỉ thí sinh có chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS mới được miễn thi môn tiếng Anh và được quy đổi sang điểm M. Mức điểm IELTS 4.0 từng gây tranh cãi trong dư luận tiếp tục được giữ nguyên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước. Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT cũng quy định rõ hơn các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi và các vật dụng bị cấm. Cụ thể, thí sinh được phép mang bút viết, thước kẻ, tẩy chì, eke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thể nhớ. Atlas địa lý Việt Nam được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Thí sinh bị cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ gây cháy, tài liệu và thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi là sau 2/3 thời gian làm bài với môn thi tự luận và hết thời gian làm bài với môn thi trắc nghiệm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 đã xảy ra sự cố lộ đề thi với môn toán và môn ngữ văn do thí sinh tuồn ra ngoài để nhờ người làm hộ. Cụ thể, theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố quy định việc tuyển thẳng vào lớp 10 như sau: đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện học sinh khuyết tật, học sinh đạt các điều kiện đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, giải quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hoặc đồng tổ chức, giải quốc tế do Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc Sở Giáo dục Đào tạo cử dự thi. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa bàn thành phố phù hợp năng lực và điều kiện học tập, ngoại trừ các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên, các trường thực hiện chương trình chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Riêng học sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các hồ sơ tuyển thẳng phải được nộp đúng thời gian quy định. Đối với tuyển sinh lớp 10, việc cộng điểm ưu tiên được thực hiện như sau: cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng, con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng, con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng, người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số. Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 với 3 môn thi là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời gian làm bài môn ngữ văn và môn toán 120 phút một môn thi. Môn ngoại ngữ 90 phút. Cả 3 môn thi đều tính hệ số 1. Điểm mới nhất của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là học sinh chỉ được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập, giảm nguyện vọng so với các năm trước đây. Cụ thể, trước đây mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 7 nguyện vọng vào lớp 10 công lập, còn năm nay chỉ được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng. Trong đó, 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường và 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 tích hợp. Thí sinh đăng ký nguyện vọng chuyên sẽ không được đăng ký nguyện vọng tích hợp và ngược lại. Nguyên nhân của việc giảm bớt số nguyện vọng vào lớp 10 là vì Thành phố Hồ Chí Minh dừng tuyển sinh lớp 10 thường trong 2 trường trung học phổ thông chuyên là Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa. Việc dừng tuyển sinh lớp 10 thường trong trường chuyên thực hiện theo quy định tại Thông tư 05 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra văn bản chấn chỉnh công tác tuyển sinh lớp 10 tại một số địa phương. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, một số địa phương đã thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên. Yêu cầu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra khi một số địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 áp dụng hình thức cộng điểm ưu tiên, xét tuyển thẳng các thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.0 trở lên. Theo đó, Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành thực hiện đúng quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được ban hành năm 2019. Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên thì phải điều chỉnh và thông báo công khai. Bộ sẽ kiểm tra, thanh tra việc tuyển sinh lớp 10 tại một số địa phương. Theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, thí sinh được tuyển thẳng lớp 10 công lập nếu thuộc một trong 4 nhóm: học trường phổ thông dân tộc nội trú, là người dân tộc rất ít người, là người khuyết tật, đạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật. Nếu là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, anh hùng lao động, lực lượng vũ trang, đang sống và học tập ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, thí sinh được cộng điểm khuyến khích, mức điểm do địa phương quy định. Nhóm thí sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hay có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không được hưởng bất kỳ ưu tiên nào. Tuy nhiên, gần 5 năm qua, nhiều địa phương cộng 1-2 điểm ưu tiên, miễn thi, tuyển thẳng thí sinh có 4.0 IELTS trở lên hoặc đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trước đó, Tuyên Quang công bố tuyển thẳng học sinh có điểm IELTS 5.0 trở lên. Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Anh của trường trung học phổ thông chuyên, điều kiện tuyển thẳng là IELTS đạt 7.0 trở lên. Thí sinh đạt mức điểm 6.0 đến 6.5 sẽ chỉ được cộng từ 1 đến 2 điểm. Địa phương này tổ chức 3 bài thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ để tuyển sinh lớp 10. Lào Cai cũng thông báo miễn thi và tính 10 điểm môn tiếng Anh vào lớp 10 công lập cho thí sinh có IELTS từ 4.0 trở lên. Nếu đăng ký vào lớp chuyên và đạt IELTS 5.5 đến 6.5, thí sinh được quy đổi điểm chứng chỉ sang điểm môn chuyên theo công thức điểm IELTS 10/7. Nếu đạt từ 7.0 IELTS, các em được tính 10 điểm chuyên. Quảng Trị quy định, nếu đạt từ 4.0 IELTS trở lên, thí sinh được quy đổi thành 9 điểm môn này trong kỳ thi vào lớp 10 công lập, áp dụng cả với trường chuyên và không chuyên. Ngưỡng điểm quy đổi với 4.5 và 5.0 IELTS là 9,5 và 10 điểm. Ngoài IELTS, tỉnh Quảng Trị còn chấp nhận nhiều chứng chỉ khác như TOEFL ITP, VSTEP, Aptis Eson. Một trong những địa phương tiên phong trong vấn đề cộng điểm IELTS vào tuyển sinh lớp 10 chính là tỉnh Nghệ An. Từ năm 2021, Nghệ An tuyển thẳng học sinh có điểm IELTS đạt 6.0 vào trường trung học phổ thông công lập có lớp tiếng Anh tăng cường và 7.0 trở lên đối với trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Điều này được cho là nhằm thúc đẩy năng lực ngoại ngữ của học sinh địa phương. Năm ngoái, tỉnh Phú Thọ cũng công bố ưu tiên tuyển thẳng những học sinh có điểm IELTS từ 6.5 trở lên. Ngoài các địa phương có chính sách tuyển thẳng, một số địa phương khác như Quảng Trị, Vĩnh Long, Lào Cai, Bình Dương còn cộng điểm ưu tiên hoặc miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Thay vào đó, thí sinh sẽ được quy đổi điểm môn ngoại ngữ.